Trong cái cõi đời này vị tu á, có nhiều cái vị nhìn nó chướng tay gai mắt mà vị dễ tức lắm. Nó làm ngược đời, dễ tức lắm. Mấy cái cõi là cái cõi mà nó làm cho bị hết phước. Bây vừa tạo được một chút là chướng tay gai mắt đến nè. Nó kinh kinh, nó làm tàu lao, nó ngược ngược là không ngược với mình. Đúng không? Không nghe những đức giảng là cứ như quý vị cũng chết với nó. Nó bu quý vị, nó xé xác quý vị, không còn miếng thịt luôn. Hiểu không? Mà nói đâu xa lạ. Có khi cái thằng chồng con vợ mình mà nó xé xác mình. Con mình á, có khi nó lại là quan gia của mình đó. Ừ, nó giết mình đó, nó làm cho mình sạch phước báo á, chứ không có giỡn đâu. Nếu mà cái đứa mà nó hiền hậu, nó đàng hoàng thì cái đứa con ơn nghĩa đến. Còn cái đứa mà nó lỡ, nó trở ngại mình, nó kinh kênh mình, nó làm cho mình buồn phiền. Mình đây mình sống vui với mình, gặp nó là mình tức, nó làm cho mình tức. Mà tức mà mình phải thương nó, là quý vị biết đây là con nợ mình phải trả. Tức mà phải thương, đúng không? Tức mà phải thương. Có không quý vị? Tức nó mà phải thương nó, mà thương nó rồi tức nó. Thương nó rồi lại tức nó, tại sao nó như vậy? Mà tức rồi mà thấy nó đi đâu là bắt đầu lo cho nó, ở nhà ăn không ngon ngủ không yên phải lo cho nó. Cái này là con quan gia đến vì trả nợ. Cái bà này bà nói mà ông chồng bà mà bà thưa bà gặp mặt là ghét cay ghét đắng. Mà nó ghét cay ghét đắng. Mà bà nói bà gặp là bà sằn sộ bà tức, mà nó nhào nhào vô nó hung bà. Mà không cho thì nó không chịu, nó hung đại. Nhưng mà ổng mà đi đâu một ngày không gì là bà trông ngóng, không ngủ trưa gì được, bà cứ ngồi ngay cửa sổ bà nhìn. Mà thấy ổng gì có đóng cửa sổ làm bộ nằm im gu. Quay là kinh. Có quý vị có trong này không? Cái này á là cái bệnh á, cái bệnh kiêu ngạo. Cái bệnh này phải nói rõ ra thì hết liền. Cái bệnh này dễ trị lắm, chỉ cần nói ra thôi. Mình cứ nói với chồng của mình: anh biết em thương anh nhiều dữ lắm luôn. Em biết bị cái bệnh gì. Mỗi lần mà gặp anh là anh nói ra vài câu là nó tức tối trong người, nó muốn cãi lại không. Nhưng mà thật sự trong lòng em rất là thương anh. Mỗi lần mà anh đi đâu một buổi trưa về là em không ngủ một miếng nào luôn. Em ngồi đây nè, em đợi nè, 100% với anh luôn. Mà gặp anh về là em là bộ chùm mền nằm vậy đó, chùm mền lại nằm im ngu như ngủ, như bắt cằn vậy đó. Bây giờ em muốn nói thẳng sự việc này cho anh nghe để em giải mã cái này luôn. Đã thương thì nói thương đi, để cho nó trả xong món nợ thương. Như vậy đã thương người ta mà đi làm cho người ta tưởng là mình không thương nên nợ mình cứ giữ hoài, mà cả đời mình cứ bị như vậy hoài ấm ức. Nói ra đi chàng, nói đi, nghe không? Biết đâu nói người ta thấy tội nghiệp mình, rồi người ta với mình sẽ giải mã với nhau, rồi tự nhiên sống trong một gia đình bình yên hạnh phúc. Mình thương người ta mình cứ nói mình thương đi, mình làm vợ làm chồng mình thương, mình cứ nói mình thương đi. Chứ mình đừng có thương mà lại làm ra vẻ không thương. Làm chuyện chi vậy? Khùng quá trời. Thương thì nó đại thương đi, để cho người ta biết, người ta biết cách làm sao người ta thương lại mình. Tại vì mình thương người ta làm cách sao để người ta thương lại, đáp lại tình mình. Còn mình ra vẻ như mình không càng, mà khi người ta đi đâu thì mình ở nhà mình lo lắng, mình tức tối. Cái đây là cái bệnh rồi lâu năm khó trị. Bệnh lâu năm khó trị. Nó giống như trong chùa có một cái câu, mỗi lần gặp những đức một cái là cái gì, bà cứ là giống như giống như ngộ lắm. Như đức nói: thôi bà ơi, bà động tâm với tôi mà làm bộ hoài. Trong chùa bà tu bà động tâm tôi mà, nói thật đi cho tôi biết đi, cho nhẹ cái tâm của bà chứ bà làm chi mà làm bộ gì. Bà nói: chào thầy, sao thầy nói thẳng dữ vậy thầy. Bây giờ cái bệnh này mà không chị không nói thẳng thì bà bệnh lâu năm khó trị mà. Muốn trị cái bệnh này tôi nói thẳng với bà vậy đó. Bà cứ động tâm thì bà cứ tu đi. Rồi tôi thì lo tôi tu, với tôi không có dính dáng gì bà đâu. Tôi không có tình cảm gì đâu.
bà tình cảm với tôi kể bà, nhưng mà tôi lo tôi tu à. Rồi tự nhiên bà thấy con đường mình quý người đó mà người ta lo cho người ta tốt gì, mình thấy mình mừng trong cuộc đời mình. Quý người đàn ông mà họ lại lo cho chúng sanh, mình thấy mình mừng, mình lo mình tu thì mình mới được ở bên cạnh họ. Còn bà cứ mang cái tâm đó mà bà không lo tu là bà rước đại, gán chịu, đúng không? Mình nhìn mình biết, mình mà đàn ông mà không biết cái chuyện này nữa thôi là mình quá vô tình rồi. Cần gì người ta nói cho mình nghe. Cái phụ nữ ít ai người ta nói cái chuyện đó lắm. Nhìn hành động người ta là mình đã biết người ta thích mình rồi, thấy không? Mình nói tôi hiểu hết, khỏi cần phải nói tiếng gì tôi hiểu hết. Mình nói ra vậy đi, trong lòng người ta không nhận. Đàn ông gì đâu mà đặc biệt gì, biết hết trơn, hiểu không? Đó. Mình đợi người ta nói mình là đàn ông gì mình kỳ lắm. Ta phụ nữ mà ta phải có một cái giá gì của phụ nữ một chút, hiểu không? Mà đừng có để người ta nói. Nên có nhiều cô đi vô chùa tu, như đứa hỏi ngoài đời có bạn trai không? Là dạ có. Vậy ai bỏ mình mà đi tu? Nó là con bỏ, nó đừng có nói câu gì. Mai mốt dù có là mình bỏ người ta mà mình nói là người ta bỏ mình, mình vậy mình là người khôn. Cứ nói là người ta bỏ mình đi, người ta sẽ tự biết. Nghe không? Nó, mình vậy mà thằng đó nó bỏ, thằng này đúng là hết phước. Nghe không? Hết phước rồi. Nó nên từ nơi đó mình có nói người ta bỏ mình đi, chứ mình đừng nói mình bỏ người ta vì chuyện yêu thương á. Đừng có bao giờ nói mình bỏ người ta là mình giống như mình năng giá cao á. Nghe không? Không có đặc biệt gì đâu. Nó hoặc là không hợp nhau chia tay, chứ đừng có nói tôi bỏ nó. Đừng có nói gì, nghe không? Nói gì dẫn tâm kiêu ngạo quá, nghe không? Nên quý vị thấy những điều gì tôi chia sẻ không? Nó xác thực, nó gần gũi. Xác thực, gần gũi, nghe không? Bây giờ mà nó không xác sao gần? Quý vị, giờ mà nó không xác sao gần? Mà không gần sao ủi. Ê ủi. Thấy không? Đó. Bây giờ mình gần gũi mình mới có thể chia sẻ bọc pháp được. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, bây giờ mình mà không quý mến nhau sao nghe pháp được, đúng không? Tình thương trong cuộc đời này nó có nhiều loại tình thương, nhưng nó phải thương thì nó mới nghe pháp được. Nó thương nó mới nghe lời nói người đó nói được. Nó thương nó mới nhìn cái mặt người đó được. Chứ nó mà không thương rồi nó nhìn ai mà đi nhìn chi? Người ta đi ra ngoài đường, người ta đi vòng vòng ngoài đường, người ta nhìn chứ người ta không nhìn cái mặt người đó. Ghét mà đi gần gũi làm gì, thấy không? Ghét mà đi nhìn chi? Nên mình sống mà người ta thương mình, người ta mới nhìn mình, chứ không thể nào mà bây giờ mà ghét mà đi nhìn được. Nên chúng ta có nhiều loại tình thương, nhưng tình thương trong cuộc đời này, tình thương khổ nhất là tình thương mà ái nhiễm, khổ cho chính bản thân của mình. Chúng ta hãy làm đúng vai trò tình thương mình dành cho anh ta đi, mình làm đúng vai trò tình yêu mình đến với anh ta đi. Đúng cái vai trò là vợ, là chồng, là tình yêu, là mình đến với anh ta bằng cả tấm lòng mình đi. Nhưng mình hiểu được đó, đến với nhau ở đây giống như bèo hợp bèo tan vậy. Thấy không? Đến nhau như bèo hợp bèo tan. Hợp tan, tan hợp là chuyện của bèo. Còn mình đi bám theo bèo, cái chừng mình thành bánh bèo. Tại vì đến nhau mấy chục năm rồi mình phải xa nhau thôi. Dù có tình thương gì, mặn nồng gì, nhưng đừng có hẹn hò cái chuyện đời đời kiếp kiếp em sẽ làm vợ anh. Ai mà có cái lời nguyện này thì nguyện lại đi nghe. Có đó mấy bà, đây cũng có những bà nè, lúc mà thương á, nằm bên cạnh chồng cũng nói á, em sẽ hứa không phải đời này làm vợ anh không, mà nhiều đời cũng phải làm vợ. Không phải đơn giản đâu, bây giờ nguyện lại đi. Đến đây quỳ trước Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cuộc đời con đã nguyện sai rồi, nên con nguyện đời này của con đi về thế giới cực lạc gặp Phật, Phật ô Phật. Thế vậy vậy thì đúng vậy lắm nghe. Tại vì mình về cực lạc mình sẽ là bạn với nhau đời đời kiếp kiếp, mình biết người ta đâu.
Còn mình không về cực lạc thì một đời đi qua không thể nào mà biết với nhau được. Những đức nói cho vị nghe nè, cái người ta không biết tu, người ta thương yêu nhau, người ta ái nhiệm, người ta thấy người thân ta chết, ta muốn chết theo. Mình nhìn thấy thì người này cũng nặng tình, người thế gian không hiểu cũng khen họ. Nhưng chúng ta trong đạo thì chúng ta nói họ không hiểu đạo. Người này vừa chết họ muốn chết theo người này. Vì chết theo người này nên đi đâu vậy? Đi xuống dưới suối vàng gặp nhau. Có cửa đó đâu, làm gì mà xuống suối vàng gặp nhau? Cái vụ đó đâu chèn. Tại vì sao? Khi mình sống là nó đồng nghiệp nên gặp nhau trong cuộc đời. Khi mình chết đi là nó khác nghiệp, là gặp nhau cũng không biết nhau. Dù có biết nhau đi chăng nữa cũng là kẻ xa người lạ. Vì sao? Vì mình đâu có cái duyên nghiệp đó để mà gặp nhau. Chúng ta gặp nhau đây là có duyên nghiệp, có duyên nợ kết và lấy nhau. Hai cái tay chụp lại thì mới bắt tay được, chứ không thể nào một tay bắt một tay buông mà nó dính được đâu quý vị ơi. Nên đừng có bao giờ dại khờ người thân mình chết mà mình đi muốn chết theo để xuống suối vàng gặp, không có cửa đó đâu. Xuống dưới gặp nhau lúc đó mới ngã ngửa. Là cái gì? Mình biết họ mà họ không biết mình. Hai bên nó chéo ngoe, nó không có đến với nhau được. Nên ai chết là mặc kệ người ta, mình phải sống cho thật là tốt, tu nhân tích đức để mình về cực lạc. Đúng không? Cái điều này quý vị mà nghe rồi, quý vị hiểu rồi, quý vị sẽ sống tự tại dữ lắm. Sống thật sự ở trong cái giáo pháp của Phật, trí tuệ, chứ không phải là sống trong cái sự mù quáng tối tăm. Nên mình sống trong sự mù quáng tối tăm mà muốn độ người không có cửa đó đâu. Nó giống như hôm qua có cái chú này, ông nói nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không 10 năm. Mà ổng mỗi ngày ổng tu á, là ổng cứ là quỳ trước Phật xong kêu cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em, bên nội bên ngoại, bên cố sơ cố sờ cố sở gì về để tu chung. Ông nói giờ con kêu giết giờ con nặng quá trời nặng rồi thầy. Giờ con hỏi thầy con phải làm sao? Như Đức nói gì đừng kêu nữa. Đơn giản gì mà cũng không hiểu. Nghe Hòa Thượng giảng 10 năm thì bây giờ kêu mỗi ngày mà càng nặng, vậy đừng có kêu nữa. Giống như bây giờ mình giác nặng, nặng quá rồi để xuống bớt đi, để giác nhẹ. Ai mượn nặng rồi còn đưa đồ lên thêm. Một câu vật hiệu nhẹ nhàng, mình tu được tốt, mình an lạc, ai nhìn mình sống chết gì cũng muốn đi theo. Đúng không? Chùa chiền là do gì ta còn sống nên có duyên giảng pháp, nên mới rủ người ta về, người ta tu xong người ta đi về nhà người ta tu. Chứ không rủ người ta, không dùng phương tiện thì sao người ta đi đến đây người ta tu. Nên mới rủ người ta tu. Mà người ta đến tu là do người ta nhìn mình tu có lợi ích, có sự an lạc, có niềm vui, người ta mới đến, chứ đâu phải ai rủ người ta mà người ta cũng đến đâu. Nhiều chùa mà cũng rủ đó mà có ai đến đâu. Dùng đa dạng cách nhưng mà đến xong nó cũng đi mất tiêu, nó có đến nữa đâu. Nhưng mà mình muốn người ta đến nơi mình thì bản thân mình phải tu tốt, mình phải có niềm vui, mình phải có sự an lạc, mình phải có một phương hướng giải thoát. Mình tu sao càng tu càng tuyệt vời, vậy thì cái giờ người ta mới tìm đến mình. Như vậy thì cũng quyền thất tổ, ông bà cha mẹ mình chưa siêu, quan gia trái chủ chưa thiêu, người ta nhìn mình người ta cũng đi theo mình, tự người ta đi theo mình thì mình là chủ động. Mình kêu người ta lợi mà mình không có lực gì hết trơn là mình bị động. Nó nặng là phải rồi. Nên á, có những người nói như Đức Thầy, thầy thì tu xong mà thầy hồi hướng vậy mà con còn quỳ, con hồi hướng cho củ quyền thất tổ bên nội bên ngoại tùm lum, có đúng không thầy? Như Đức nói hồi hướng thì không có sai, nhưng mà cô có để hồi hướng hay không mới là nguy hiểm. Giống như giờ chúng ta có một chén cơm ăn và thêm chén cơm nữa, chúng ta có thể đủ duyên lắm thì có người đến xin cơm là đủ duyên thì mình chia cho họ miếng ăn. Còn nếu như mình kêu cả nhóm người ta ì ì đến, quý vị có cơm để chia không? Mà kêu lại đông rồi mà không có cơm chia, lúc đó quý vị nghĩ thì sao? Đúng không? Chùa của mình những đức chuẩn bị 100 tấn gạo cho người ta. Người ta đến ào 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 ào, có một số người ta không có, người ta chửi những đức đó. Từ nơi đây là quý vị đã kinh nghiệm được rồi. Đó thấy chưa, mà đây là người ta có được cái cơ hội làm đầy đủ đó nghe. Không thiếu đó. Tính 100 tấn là tính là ghê lắm á. Ai mà ngờ thiếu đâu. Vậy mà cuối cùng thiếu, một số người nó chửi mình te tua. Thì vị hãy ngồi suy nghĩ đi. Tâm có thừa mà lại không có phước để cho người ta, kêu người ta về để hồi hướng,
cuối cùng ta về hồi hướng không có một chút gì chứ. Quý vị coi chừng có chuyện đến đó. Nên cúng đi thực đồ này kia để chùa cúng. Tại vì chùa lớn, ông thầy không có dính ai, ông cúng. Mình ở nhà mình cúng tùm lum tùm la, mình kêu người ta lợi mình gia trì, mình biến biến, không biết biến ra cái gì luôn. Có ngày nó bữa một phát mình lết bánh nó chịu dẫn chứ, nghe không? Cẩn thận. Nên bà Thí ở ngoài Hà Nội bà cũng khôn. Khi bà cúng đi thực, bà bật cái đoạn như đức cúng, bà cầm gạo bà giải. Khôn ghê không? Có cái gì không được thì Hương Linh nó tìm những đức, đâu phải tìm bà. Tại như đức cúng, bà cầm gạo bà giải giùm thôi. Khi như đức gia trì, bà cầm gạo bà giải. Đó. Nhưng mà thấy cái bà đó, bà tu được á. Nội bà sanh ra đứa con, bà thôi là thấy bà tu được rồi đó, bà mới sanh ra đứa đó đó. Cái nhỏ không có đẹp mà dễ thương gì đâu. Những đức nghĩ rằng hồi xưa giờ nít những đức thương nhiều, mà những đức thấy là những thương nhỏ nó nhiều nhất luôn. Nít từ xưa tới giờ ngoài đời những đức còn hung. Từ khi đi tu giờ những đức chưa bao giờ hung một đứa nít nào. Tuy thương những đức nựng chứ không bao giờ hung. Mà nhỏ nó những đức thương hung nó ba lần. Cái thương nó ngộ lắm, nhìn nó mặc cái thương thì sao. Mà quý vị coi mà giảng pháp mà nó ngồi hoài trong đó, ăn nít nào mà chịu nổi gì không, hát rầm rầm âm thanh gì mà nó im gu gì đó. Nó còn dở nhỏ lên liền liền lên cho nó vỗ tay gì mà nó vẫn bình thường. Rõ ràng hồi lúc mẹ nó mang thai đã đến ngày sanh rồi mà chưa sanh, vậy mà bà không có đi đưa đem nó ra, lỡ bác sĩ la bà quá trời. Tới ngày sanh rồi bà ác giữ tàn, bà để nhỏ trong bụng. Bà nói nó chưa sanh thì kệ nó, trong bụng nó chưa sanh kệ. Bà đi lại Quan Âm, bà nói bà lại xuống một lại là bà muốn chảy nước mắt. Tại vì bà gần đẻ rồi. Bà lại một lại là bà gần chảy nước mắt. Bà lại đến mức mà bà nói Quan Âm Bồ Tát ơi cứu con. Bà cứ lại Quan Âm bà kêu vậy đó. Vì mà nó thi mấy tầng nữa nó mới sanh. Vì mà tới khi bà lại Quan Âm xong cái trận cuối cùng thì lúc đó là bữa sau lại đi đẻ luôn. Lỡ bác sĩ nói chàng ơi, bà này sao bà ác dữ cái chàng. Nhỏ tới ngày sanh rồi thì bà sanh không được, bà lỡ bệnh viện chứ. Để nhỏ thì mấy tuần nữa nó ngợp tới chết thì sao. Bởi vì mà bà lại Quan Âm, bà tới ngày sanh mới đi sanh. Vì mà nhỏ bình thường có chuyện gì xảy ra đâu. Không. Những cái điều giảng đơn giản này mà quý vị mà cảm nhận được thì quý vị sẽ hiểu nè. Người ta nói đơn giản nhưng mà người ta chỉ bị là gì? Tin Phật Bồ Tát. Đây mới quan trọng nè. Nhiều người nói là ông thầy ông giảng có chuyện gì đâu trời. Quý vị tầm bậy. Cái chuyện này nó nằm ngay quý vị đó, đừng có nói của người ta. Nếu quý vị gặp trường hợp đấy bị tin Phật Bồ Tát đi. Bà nói một câu, nếu con có phước có duyên thì sinh ra. Nếu nó là con quan gia ác nghiệp thì Phật Bồ Tát đem nó đi giùm con đi. Khỏi cần nói sợ lo gì chứ. Nó, nên từ nơi đó quý vị biết rằng rõ ràng sanh ra có gì đâu. Mà lúc mà bà mang thai mà bà cũng là gặp sự cố buồn phiền này kia đó, chồng con này kia vậy đó, mà bà giữ cái tâm tu hành của bà bình thường, sanh đứa con ngon lành luôn. Được chưa? Cái tin Phật Bồ Tát, tu hành và bạn tin Phật Bồ Tát cỡ nào. Mà tin đó là tin chánh tín. Tin chánh tín, tin vào cái nhân cái quả. Khi bạn tin vậy là cuộc đời bạn tu nhất định là có kết quả liền. Những đức chia sẻ Phật pháp thì nó rất đơn giản, nhưng mà nó nằm vào mỗi một con người sống trong cái cuộc đời này. Cái này mới là cái quan trọng nè. Mà nhiều người nghe thì người ta muốn đi tìm cao xa. Do quý vị không có hành trì nên quý vị không có cảm nhận được những cái điều đơn giản là phi thường. Nhớ không? Giống như đức đi nấu ăn đâu phải diễn trò cho vị chơi coi đâu. Nấu thiệt đó, nó không phải nấu đùa đâu. Nấu thiệt. Như quay cho vị coi đó. Một rồi. Phô diễn Phật pháp. Chứ không có cần thiết phải lấy cái đó làm tiếng tâm đâu. Vì tiếng tâm như đức giờ cũng lớn rồi. Đức không cần, như đức im im vậy.
thì nó cũng càng ngày càng phát lên. Không? Như chùa mình sau này khiếm thị không có tổ chức được. Đằng sau này tổ chức là không được nè. Vì sao? Chắc người ta kéo là hết luôn. Chứ không đơn giản đâu. Bây giờ đang khổ te tu. Đó, ta đến cho mà thấy. Nên sau này khiếm thị mà làm là quy tắc chương trình khiếm thị đa phần tật nguyền và mù, hai loại này để tổ chức chương trình khiếm thị. Không? Còn người nghèo, người khổ để nhà Đức sắp xếp cho. Quý vị khỏi dính vô. Tại cái chuyện này để nhà Đức phát tâm. Còn ai thích kết duyên thì kết duyên tùy. Việc này nhà Đức xử lý nha. Còn tuyệt đối chương trình khiếm thị chỉ đúng người mù với người què thôi. Tật nguyền thì chỉ hai loại người này thôi. Thì chúng ta tổ chức kết hợp lại chương trình khiếm thị khiếm tật. Quý vị, nó sẽ rất tồn tại, bởi vì cho tiền ta cũng nhiều thêm chút nữa. Đúng không? Còn bản thân nhà Đức thì một năm nhà Đức sẽ tổ chức khoảng 2-3 lần vì chương trình người nghèo. Thì nhà Đức sẽ mua gạo tặng cho người ta, ví dụ như người 10 ký gạo thêm cái máy nghe pháp, hoặc là thêm 100-200 ngàn tùy. Mình làm cá nhân của mình, nếu có tiền mình làm đại đi. Phật tử nào ai chung tay chung, chung người thôi, mình tự chung. Đúng không? Chứ bây giờ chương trình người khiếm thị khiếm tật mà kết hợp với người nghèo luôn là không được rồi. Tiêu. Chương trình bây giờ tổ chức hết được rồi. Lôi ra tổ chức coi chừng có ngày có chuyện đó. À, giờ ghê lắm. Là ở chùa là để tu tập, chứ không phải là đi đến lễ lại vái vang này kia. Không phải. Tại vì mình gieo nhân mình gặt quả mà. Ai cho mình? Tự mình tạo ra mình có. Nên cái xác thực như vậy thì cái người mà mới tu họ chưa có cơ hội nghe được, nên họ đi đến những cái nơi họ cầu xin cái này kia thì họ đến nơi đó. Nên gầm này đi chùa đông lắm. Sáng họ thấy xe bên hộ pháp đến ào ào, ban vô bẻ mấy lá cây. Hỏi nhà Đức chạy là nấu ăn bằng bộ đồ đen. Chạy xe là hỏi, ủa cô bẻ lá cây làm chi vậy? Nói tao bẻ kệ tao. Biết rồi, biết ở đâu đến. Sao nhà Đức nói vậy mày bẻ đi. Nên đi vòng do tam quắc đi rất là nhiều. Nhưng mà không biết Phật pháp là gì. Quý Phật pháp. Mình đi đến chùa, mình giống như đi đến nhà người ta vậy thôi. Thì mình gặp ai mình phải chào hỏi. Chứ mình, những Đức hỏi quý vị, vì đi đến nhà người ta mà quý vị vào trong nhà người ta thì bẻ bông, bẻ trái, bẻ lá cây tùy tiện, được không? Ai làm kỳ cục như này. Chuyện này khỏi cần nghe pháp cũng hiểu. Khỏi cần nghe pháp cũng hiểu, đó là cái nhân cách, là cái đạo đức của một con người. Xác thực. Ở đâu mà bẻ cái lọc kỳ cục. Cây nó đang có lá cũng như là mình có lông, có tóc. Thì người mình có tóc có lông chứ gì nữa giờ quý vị. Thấy không? Giờ tóc thì trên đầu, mà lông chân thì kêu lông chân với ai kêu tóc. Nên nó có tóc có lông là đúng rồi. Thấy không? Bây giờ như Đức hỏi quý vị, bây giờ tóc chúng ta quý vị đang có gì? Thì có người lại bứt cọng tóc quý vị. Mà xin một cọng tóc để mà giái lỗ tai, giái lỗ gàn mà không xin mà lỡ bứt được không? Mà người lạ lạ lợi sinh cũng không cho. Tự nhiên lợi sinh tóc tôi vô duyên.
Thấy không? Phải sinh. Thì bây giờ cái cây trong chùa cũng như là lông là tóc của một cơ thể. Mình bước vào ngôi Tam Bảo, mình phải cần cái gì phải hỏi, người ta cho mới được quyền lấy. Tùy tiện mà nói là cái lọc gì, cái chuyện đơn giản quá trời đơn giản luôn. Thế vì nên nó đi chùa mà không nghe pháp thì thiệt thòi ngay trước mắt. Nghe không? Lỡ người ta hỏi, ủa cô bẻ cây làm chi? Nói, tao bẻ gậy tao. Vô duyên. Cũng mắc cười thấy ghê. Thấy cũng tội nghiệp. Thấy tội nghiệp phải không? À, nên từ nơi đó mà trong cái cuộc đời này quý vị ơi, có những người á, mình biết nhau đến chùa cả chục lần đi vòng vòng kiếm chết không gặp. Có những người gặp ngay trước mắt mà kênh. Thấy chưa? Nó cái duyên của mỗi con người nó khác nhau quý vị. Nên bữa nay chúng ta có cái bài giảng nè: tạo phước đức thì sanh thiện tâm, tạo ác tâm thì sanh ác quả. Nếu như mà quý vị mà có phước báo, phước đức thì sanh thiện tâm. Con người càng có phước đức nào thì càng nghĩ nhiều cái thiện tâm chừng đấy, càng nhiều cái điều, nghĩ cái điều tốt cho người ta chừng đấy. Vì thấy nhà Đức đi vô nhà bếp cũng có pháp, mà đem một pháp truyền tải cách đó là không đơn giản đâu quý vị ơi. À, sống động phải không? Hồi sáng này mà làm cái món mà cánh gà chay chiên nước mắm, món xịn sò rồi nha. Sáng này chia sẻ của pháp xong rồi xuống nấu ăn à. Rồi xong rồi có quen công đoạn mà nói có mấy công đoạn hay, vừa chỉ người ta ăn chay mà vừa chỉ người ta niệm Phật lúc nấu ăn đồ này kia, rồi chỉ người ta làm cánh gà chiên nước mắm được chay để ăn được. Kệ mỗi món ăn mình chỉ công thức cho người ta làm, ai mà người ta làm mà dễ làm, quý vị nhớ không có ai mà tự nhiên làm mà ngon bao giờ, phải làm từ từ nó mới ngon. Nên mình có gì hay mình chỉ dạy người ta, nó cũng là phương pháp. Mình chỉ người ta thì mình càng thông minh. Thì những đức có quen công đoạn ngồi sáng nấu ăn ba món ăn thôi, nhà bếp những đức điều chỉnh lại gọn hơn, gọn lắm. Hồi đó giờ mỗi tuần chủ nhật mình đi xuống, mình thấy mấy cô nấu ăn thì thấy chuyện của mấy cô làm, mình không muốn đụng tới làm gì. Nhưng mà nó bài nhiều quá, nấu gì đâu mà kinh khủng, rồi nó nấu từ từ mới nó để tới đâu đây. Nấu gì đâu mà nó để gì đâu mà tá lả âm binh, nó để đến mức không tưởng tượng được. Rồi nó để đồ ăn nhiều kiểu đó, giết có ngày ruồi mũi kiến gián bay vô ăn chúng thật chết một. Nói gì tự hiểu. Nên á, Như Đức điều chỉnh lại thứ sáu, Như Đức chiên sườn chay, một chuyên không phải đơn giản. Chiên sườn chay, sườn chay mà biết cách chiên ấy bị chiên ngon lắm á. Mà phải biết cách chiên, phải biết cách ớp nghe. Chiên là dầu là nó không có rút vô đâu, mà để trong hộp có thể ăn một tháng cũng còn giòn. Quý vị mà biết làm cái món đó là gia đình thì đi làm thì để đi. Khi mà làm mà đi làm gì bận biểu gì là có đồ ăn chay sẵn. Có miếng nước tương chấm ăn là thấy ngon. Thì Như Đức chiên hôm qua 100 kg. Chiên 100 kg sườn chay là từ còn 15 phút nữa 4 giờ. Chiên cho tới gần 6 giờ ăn cơm. Nghỉ được tiếng hồ, còn khoảng 15 phút nữa 7 giờ. Chiên cho tới 10 rưỡi. Đứng chiên suốt luôn. Đứng ba cái chảo chiên xèo xèo xèo. Chiên xong hết trơn mình mới tính ra phân ra từng cái bọc, bọc nhỏ nhỏ nhỏ. Thì chiều thứ bảy thì mình vẫn làm đồ ăn, lớp đạo làm con bình thường, cơm nước bình thường. Sáng thì những đức chủ nhật xuống nấu ăn,
xa xuống mình nấu cho để mấy vị ăn buổi sáng á, ăn xong rồi hết trơn á thì còn dư nhiêu đồ ăn thì người ta đến thì ăn thêm một cái nữa hết. Rồi buổi trưa thì sườn chay mình xử lý, khỏi cần đi nấu tùm lum trong bếp. Rồi có rau củ quả thập cẩm mình luộc, xương đồ luộc, nước tương chan vô luôn đó thôi. Không còn hơn, đó là gọi là chủ động làm việc. Chứ nếu không mà mình chờ người ta đến đông mình nấu là bị động cực. Nhà bếp làm giết á, thằng kinh căng thẳng mệt mỏi giết á, đơ hết tu hành. Còn này những đức nấu ăn, quý vị làm cái gì nữa cũng phải có quy tắc của nó. Ví dụ như sáng á, những đức là xuống nhà bếp là 4 giờ mới nấu ăn, nấu ăn thêm 1 tiếng 10 phút đồng hồ để có thời gian đó chưa, nó có thời gian. Còn bây giờ như đức đẩy thời gian trễ lên chút nấu thì cũng được nghỉ ngơi, mà nấu các cụ gần xuống thì đồ ăn nóng. Còn nấu sớm có đồ ăn nguội thì sao, ăn thì sao ngon. Nó còn buổi trưa này thì hồi lúc trước mấy cô làm te tua, giờ như đức cho các cô nghỉ tới 8 giờ. 8 giờ ban bệ cắt gọt thì cắt gọt, mấy cô nghỉ tới 8 giờ, 8 giờ mới vô nấu ăn thì tâm trạng thoải mái nấu ăn. Nấu ăn xong thì chừng tiếng 10 phút xong rồi là mới có thời gian, có thời gian thì phụ cái nhóm chai đường công việc này kia, xong chị em dẫn lên lau mình mẩy, rửa mặt mày, rửa tay chân, nghỉ ngơi thoải mái một chút xuống ăn cơm. Buổi chiều thì chùa mình thường là chừng 1:30 gõ cảng cho ba ngủ tới 15 phút nữa, 2 giờ xuống nhà bếp là đúng 2 giờ thoải mái. Rồi bắt đầu là vô nấu ăn tới 3 giờ xong. Từ 3 giờ múc ra bưng bê dọn dẹp thì khoảng còn 10 phút nữa các cụ xuống ăn là được. Thì đâu vào đó hết trơn, chỉ cần nấu 3 món ăn thôi, nấu nhiều ăn có ngon. 1 món kho, 1 món xào, 1 món canh. Có trái cây thì tráng miệng, bữa nào thấy được được thì mua hũ sữa chua cho người hũ. Ăn chay mà gì cũng xịn lắm đó quý vị ơi. Đúng không? Bài 4 chi nhiều chứ à. Trong khi ngoài đời giờ người ta khổ quá trời khổ, càng ngày càng khổ. Người ta làm ăn khó khăn, người ta khổ quá trời luôn. Mình mà không tích phước, mai mốt mình hết phước rồi mình khổ te tu này cho nên mà biết, đừng có nói chuyện dẫn chơi. Nên nhà đức xuống nhà bếp dẹp hết tất cả lò ga. Vì biết rằng lò củi, lò ngon lành, khẳng gì nấu lò ga. Ga giờ mắc tiền, ga giờ mắc tiền, củi có đi nấu lò ga làm chi. 5 cái lò ga thì đức dẹp sạch nhất, nấu lò củi không. Đồ ăn điều chỉnh lại, nấu ăn không bao giờ cái chuyện dư mà đem tùm lum tùm la đi chỗ này chỗ kia. 1 tháng bèo bèo như đức cũng kiếm được 20 triệu. Tháng bèo bèo kiếm 20 triệu á, dư 20 triệu thoải mái luôn á. Đồ âu lạc, đồ giảm tối đa, vì cái đó là lúc cần thiết ăn một chút thôi. Mình ăn chay mà đồ hủ chùa làm sẵn, đồ hủ ngon quá chèn luôn, đúng không? Quý vị mà biết sót cái món mà cà chua á nha, mà đồ hủ bị nhà bị làm á, đồ hủ mua gì á, ví dụ đi bị chiên liền, đừng có chiên sẵn để ấp tủ lạnh mà chiên liền. Chiên liền rồi bên đây là một cái chảo xoát cà chua. Mà cà chua xoát thì đừng có bao giờ mà chúng ta đi xay. 1 là chúng ta bằm, 2 là chúng ta cắt, cắt từng miếng để chi. Khi mình xoát cà chua nó tự nhừ từ từ. Khi nó nhừ thì cái độ chua của nó, mà độ chua nó mới ngon. Mà cà chua thì chỉ có đường nêm vô thôi, tại vì nó ngọt với chua nó kết hợp lại để xoát, nước xoát mới ngon. Khi nước xoát đã ngon rồi thì bên đây mình chiên đồng hủ, cắt ra, mà cắt đồ hủ bằng cách là mình chiên nguyên miếng gì, nhưng khi mình cắt mình chẻ ngang qua để lấy 2 mặt, để khi có 2 mặt thì khi mà mình cắt ngang vừa ăn thì mình bỏ vô cà chua nó mới thấm nước cà chua, thì lúc đó cái miếng đồ hủ sốt cà chua nó mới ngon. Đúng không? Mình đừng có nên mà cắt miếng đồ hủ vuông vuông mà mình đi chiên. Mình cắt vuông chiên thì mình khi mình chiên nó ướp 3-4 đầu, nó ướp lại hết, khi mình sốt vô cà chua đâu có thấm, ở trong lặt nhách, nó chỉ áo ngoài thôi, ơi sốt đâu có ngon. Nên chúng ta làm đồ ăn phải có cái nghệ thuật làm việc.
Đúng không? Cái món đồ ăn á, tuy mình nấu ăn gia đình nó không phải màu mè gì đẹp đâu, nếu mà cho những đứa nấu gia đình ăn những đứa cũng trang trí đẹp lắm á, nhưng mà nấu nhiều trong chùa thì không có trang trí lu bu gì được. Nhưng mà cái chất lượng vẫn là gì? Nêm nếm. Nam Bắc gì cũng vậy chứ, vẫn thích nêm nếm đậm đà, ăn một miếng đáng một miếng, chứ đừng có lạc lẽo. Đồ ăn mà lạc lẽo ăn yếu ớt lắm. Quý vị biết vì sao những đức mạnh mẽ không? Tâm lượng mạnh không? Vì tôi ăn mặn mà. Đó, đơn giản thôi, đừng có bài bố để ai cũng làm được mà ngon. Cái quan trọng là khi nấu ăn tâm bình tĩnh, tâm vui, tâm an lạc. Đừng có nấu ăn mà sân si hoặc chạy lăng xăng té có chừng rớt đài, đừng nói chuyện giật. Thấy không? Đó quý vị thấy không? Nấu ăn thôi, người ta cũng đem vào pháp người ta giới thiệu, mà cũng chỉ người ta được nấu ăn chay quý vị, đâu chỉ ta đồ mặn đâu, mình chỉ ta đồ chay. Bây giờ những đức cứ làm từng món, mỗi món những đức chỉ quý vị, tùy quý vị làm được hay không kể quý vị. Đúng không? Đó, từng món mình làm. Phụ nữ mà biết nấu ăn dở tôi thua. Đúng không? Nên mai mốt mình phổ biến ra. Đàn ông ở nhà một tháng phải nấu một ngày, chùa người ta làm rồi đó. Trong chùa một tháng đàn ông nấu một ngày để mấy ông biết được cái cảm giác nấu bữa ăn thì sao. Mấy ông mà không quen vô quậy khét nghẹt hết chứ. Lúc đó mới thấy sợ phụ nữ. Chứ có nhiều ông đàn ông cứ nghĩ rằng á, mình là đàn ông đi kiếm tiền, phụ nữ ở nhà nấu ăn và giữ con, lau nhà. Mấy bà làm cái chuyện con nít, con nôi. Thử làm chuyện con nít đó đi rồi biết. Đúng quý vị. Nấu ăn là nó cả một cái quy trình chứ không phải chuyện giỡn, nó đùa đâu quý vị. Cái người nấu ăn mà không tỉ mỉ sao nấu ngon. Ngày xưa nhà nước trên thành phố khi nấu ăn cũng thích. Tại vì mình nấu cho người ta được buổi ăn mình thấy cũng thích. Nên khi đi ăn ở đâu cũng cầm theo cuốn sổ nhỏ. Ăn cái gì là ghi ghe công thức làm sao, nhìn trong cái món nấu người ta cái gì ghi ghe. Rồi hỏi người ta cái món là món gì vậy? Trong thực đơn nó có ghi, mình ghi món ăn nó ra. Đây là cái món là gia vị cái gì, mình ăn mình biết, mình ghi ra. Về mình tập mình nấu món ăn, từ mình biết nấu chứ sao. Đúng không? Không ai cầm tay mình chứ, phải để ý, tỉ mỉ. Vì mình mới biết nấu ăn. Nên là những đức nấu ăn trong bếp, những đức ra thực đơn từ từ. Từ từ nó ghi ra thực đơn ra hết. Trong một tuần lễ, nửa tháng, xong cái. Những đức lấy cái ngày mà đầu tiên của một tuần nó nấu lại. Khỏi cần phải suy nghĩ là mình nấu món gì, nó khỏe. Ai mà cứ mỗi lần nấu đi suy nghĩ hoài cho nó mệt, đúng không? Vì nó khỏe quá. Nên nấu ăn nó cả vấn đề, không có giỡn đâu. Mấy ông đừng có nghĩ phụ nữ nấu ăn rồi giữ con, rồi lau nhà, giặt đồ là bình thường nghe. Họ cũng là không phải đơn giản đâu đó. Cũng cực lắm á. Nấu bữa ăn cũng cực lắm đúng không mấy cô? Nhưng mà mình là đàn ông mà mình biết nấu ăn cho vợ, vợ nó thương. Tại vì mình kiếm tiền cũng được, mình đi xã hội cũng được, mình vô bếp cũng được, giữ con cũng được, mình giặt đồ cũng được, mình lau nhà cũng được. Mình đều được tất cả thì con người mình tự tin. Con người biết nhiều việc không phải là khổ. Mà cái người biết nhiều việc mà khổ là do họ không có tầm nhìn xa. Chứ cái người mà có tình cái tầm nhìn xa, tầm nhìn rộng mà biết nhiều việc thì họ càng tự tin. Đúng không? Như những đức bây giờ bỏ núi non gì sống được, làm được hết trơn các việc rồi, thì mọi người tự tin cao độ. Nên mỗi người nên siêng năng học tập. Con người nên có góc độ sâu sắc. Mỗi cái nên nhìn mà học được chút. Dù chưa làm cũng nên biết. Biết cơ hội biết đâu mai mốt mình làm sao. Chúng ta trong cuộc đời này không ai ngờ được mình làm cái gì đâu. Bây giờ mình làm gì ai biết mai mốt mình làm cái gì. Chúng ta vô trong công ty xí nghiệp, mình sống nghiêm túc đàng hoàng. Mình làm việc có khi ông lãnh đạo giám đốc đang nhìn mình. Ông đang chuẩn bị cho mình lên chức. Nhưng mà vô đưa mình lên chức mình không biết làm gì chứ mình thua. Nên mình luôn luôn
nhìn nhận công việc mà học làm. Để khi mà lên chức là vô một cái là mình làm ngon lành. Đúng không? Đó. Nên á, cái người mà tạo phước đức thì sanh thiện tâm. Còn quý vị coi cái người mà thường ác tâm, làm việc ác là hết phước. Phước hết là nó khiến mình đi làm ác. Phước hết khiến đi làm ác đó nghe. Nên cái người gặp pháp môn niệm Phật này á, những đức thường nhắc quý vị tu mà an toàn nhất á, là gì? Là quý vị đừng có cao xa, đừng có đi tìm kiếm cái gì tùm lum. Người niệm Phật mà niệm đến mức mà từ từ văn tự gì cũng không còn biết nữa chứ, thì người này đúng là niệm Phật đạt rồi đó. Không còn biết văn tự nào nào hết chứ, để quý vị tu đạt. Còn người cái người niệm Phật mà còn biết nhiều văn tự, còn đi tìm kiếm đầu này đầu kia, người này chưa có niệm Phật đâu, còn đi đầu này đầu kia tìm cách này cách nọ là chưa phải người niệm Phật đâu quý vị à. Tại vì cái pháp niệm Phật là cái pháp mà mình niệm mà Phật rước. Vì thì mình lo niệm đi thì mình an định một nơi liền gì đâu. Nhưng mà họ lại là người niệm Phật mà lại đi đầu này đầu kia, đi học chỗ này chỗ kia, là họ chưa tin câu Phật hiệu. Chưa tin. Quý vị coi con người này sau này thay đổi nè. Thay đổi. Nên cái người tu tịnh độ mà muốn tu cả đời không thay đổi là văn tự gì cũng đừng có biết nữa. Biết mà không biết luôn, trong lòng không muốn biết luôn, vậy thì vị sẽ biết một câu Phật hiệu đặc biệt lắm. Hay lắm. Rất là hay. Hôm qua gặp một cái cô này đi vô chùa tu. Cô nói con nè thầy, con nghe pháp những bậc cao tăng nên con đã đạt được một cái công phu, mà bây giờ ngày nào Di Đà với Quan Âm cũng lại nói chuyện với con. Nhưng Đức nói bà sắp sửa rồi đó. Bà hỏi thầy, nói con sắp sửa cái gì? Nói bà sắp sửa có sữa rồi đó. Nói câu này là thấy ớn rồi đó. Bảo đảm với bà 3 ngày sau bà có chuyện đến với bà. Khi mà gặp như Đức bà nói câu này 3 ngày sau bà có chuyện chắc chắn luôn. Thử ở đây 3 ngày sau bà sẽ biết. 3 ngày sau điên luôn. Ấn Tổ ngày nói mà niệm Phật tu hành mà nói trên trời dưới đất, ma dựa phát cuồng chứ sao. Di Đà Quan Âm mà đi nói chuyện với mình. Chúng ta chỉ là người niệm Phật cảm được bổn nguyện của Phật để phát cái thiện tâm từ tự tánh hiện lộ ra mà sanh pháp vị rồi chứ nghĩ thiện nghĩ tốt làm việc cho chúng sanh thôi, chứ làm có cái gì cái chuyện mà cái thăng phàm phu tờ giấy che ngang mắt còn chưa thấy bên kia. Mà Phật Bồ Tát mà mình cảm ứng đạt tới cái trình độ mà thâm nhập cảnh giới của Như Lai, không có chuyện đó đâu quý vị. Không có đâu, dù có cũng không dám nói nữa. Ai mà dám nói những cái chuyện như vậy? Ai dám nói? Nói một cái là cảnh ma thì hiện liền, tức khắc làm bị điên liền. Nên Đức nói bà 3 ngày sau bà điên chắc chắn bà luôn. Bây giờ bà hết thuốc chữa rồi. Cảnh giới của cô thấy cũng không có sai, vì cô thấy thiệt chứ không phải nói dốc. Nhưng mà đó là cảnh giới không phải Phật Bồ Tát thì hiện đâu. Phật Bồ Tát nào mà đến gặp mình hoài, người ta tu mới tu còn thấy được cái cảm ứng là vì Phật Bồ Tát từ bi, thấy mình căn cơ còn yếu, nên Phật Bồ Tát thị hiện cho mình có cảm ứng để mình mừng, mình ham, mình cố gắng mình tu. Sau này khi mình tu ổn rồi ai cho thấy nữa. Giống như người ta mới đến chùa u ái, người ta nói chuyện về con ngọt ngọt, mai mốt tu được rồi ai nói ngọt nữa. Không đó, nên Phật Bồ Tát cũng làm vậy đó. Còn này mình nói ngày nào mà Quan Âm Di Đà cũng đến nói chuyện với tôi, thôi 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 bà tôi nghe tôi sợ quá, sợ quá sợ quá. Đúng không? Đó điên luôn. Ổn cuộc đời chưa? Nên người tu hành đừng bao giờ nói chuyện cao xa, vì cao xa có ai biết đâu nên ai tin mình. Chúng ta nói chuyện gần gũi đi.
Hôm nay chúng ta chiên đậu hũ, chúng ta nói chiên đậu hũ đi thì ai mà không tin? Không chiên đậu hũ mà gì không tin đó. Nên từ nơi đó xác thực đi quý vị, đừng bao giờ nói chuyện xa vời. Tờ giấy che ngăn mắt còn chưa thấy bên kia mà nói chuyện trên trời dưới đất. Chúng ta bây giờ tin vào kinh giáo Phật phô diễn, người ta nói theo thôi. Phật nói có thế giới cực lạc đẹp 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 gì. Mình nói thế giới cực lạc đẹp là do Phật phô diễn. Hỏi tôi có thấy không? Tôi nói không. Nói tôi chừng nào tôi thấy tôi mới tin. Ờ thì cố gắng đi, chừng nào thấy hả tin. Còn tôi khỏi cần thấy cũng tin. Tôi tin vào sự từ bi của Phật Bồ Tát. Nếu như mà nó không có gì, Phật Bồ Tát lợi dẹp mất tiêu. Phật Bồ Tát có để cho mình phải ngã ngửa đâu. Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp rồi mà kinh á vẫn là phô diễn cái thế giới cực lạc, mà tại sao mà còn tồn tại hoài? Vì đúng có, chứ nếu mà không có Phật Bồ Tát không đến thì cũng phái đệ tử đến, mình lỡ mình điều chỉnh lại đến thôi, chúng sanh nó mê muội, nó rớt lộp độp xuống hầm cách gia, tội nghiệp nó. Phật Bồ Tát từ bi lắm, có để cho mình làm đường lạc lối đâu, nên quý vị yên tâm đi. Từ thời chư tổ sư đã nói cực lạc, nói thế giới cực lạc, nói Phật A Di Đà. Vì mà người sau này dám nói không có, kệ họ đi. Họ nói không có kệ họ, mình cứ lo mình niệm Phật đi. Là đặc biệt nhất, nên người tạo phước đức thì sanh thiện tâm. Nên cảm với bổ nguyện nên tin. Đúng không? Còn tạo ác tâm thì sanh ác quả. Nên họ đâu có cảm thế giới cực lạc, đâu tin thế giới cực lạc, mà họ tin tam đồ ác đạo. Họ tin tam đồ ác đạo mà cực lạc họ không tin. Đó, tạo ác tâm thì sanh ác quả. Nó xác thực chưa? Nên cái người mà họ tin tam đồ ác đạo mà không tin thế giới cực lạc là quý vị nghe câu này là hiểu rồi đó. Còn chúng ta tại sao mỗi ngày chúng ta cứ cảm giác thế giới cực lạc, thích cực lạc, thích Phật A Di Đà, thích Quan Âm Bồ Tát, thích Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng ta không thích tam đồ ác đạo. Biết rồi đúng quý vị. Đó, biết quý vị sao rồi đó. Biết rồi đó nghe. Nhìn ở đây là nhìn xuống thấy mặt mày là biết ở đâu đến đây rồi đó. Không. Văn này cũng từ cỡ nào chăng nữa cũng từ nơi phước báo đến đây không á. Không. Nên ngồi im re nghe tịnh độ đó, không có giỡn đâu nghe. Chứ gặp mà ở dưới lên là đứng lên đi ra ngoài rồi đó. Không bao giờ mà nghe thế giới cực lạc được đâu. Nó không cùng á tần số sao mà ngồi nghe. Không. Giống như có cái ông này á, ông á, ông đi đến chùa, người ta lại Quan Âm rầm rầm, mà ông đứng ở trong cái chỗ lại Quan Âm của tao nói nè, xỉu hết chân bây giờ. Lại kiểu này sao chịu nổi, xỉu hết. Coi nè, ta xài 300 lại xong nói 300 lại một chút nó xỉu bây giờ. Ông thầy ông gần xỉu rồi kìa. Thì chờ xem ông có sống nổi ở đâu, lại hết là chết. Cuối cùng ta lại hết 500 lại, bữa sau đứng nữa. Bữa nay là nguy hiểm nè. Cuối cùng ta lại hết trơn 3.000 lại. Ông không lại được lại nào, đứng chờ ta xỉu không? Tàu lao gì đâu mà tàu lao, ác nhơn ác đức. Cái chi lại theo người ta đi quý vị, thì chuyến đi nó có kết quả rồi. Chờ người ta xỉu. Người ta thì bao nhiêu con người cầu nguyện ấy chứ, thầy cũng lại khỏe, Phật tử lại hết. Cái tâm đó thôi người ta cũng có duyên có phước rồi. Này đứng chờ người ta xỉu. Đúng là ở dưới lên, ở trên xuống thì ai mà kỳ cục vậy quý vị. Ở dưới lên. Hiểu không? Nó nên có nhiều người hỏi dưới nào vậy thầy? Nói bà tự suy nghĩ. Dưới nào? Nên, thấy chưa? Nó có nhiều người nó lạ kỳ lắm. Cố gắng lên quý vị ơi. Đời này phải giảng sanh quý vị à. Thấy không? Muốn giảng sanh phải làm sao? Niệm Phật nghe. Ở đây còn buồn giảng ai để trong tâm không, đưa tay anh coi.
Ai ai còn bầu dặn để tao đưa tay coi. Có hai ba bà đưa tay lên, lên đây tôi biểu coi. Thôi bỏ đi, thấy không? Ngày nay mà giảng mà nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ đó. Mong quý vị những đứa cứ nhắc hoài đừng có buồn, ai để trong tâm mới bị làm đi quý vị. Chúng ta nguyện giảng sanh cực lạc vậy ơi. Rồi chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.